Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, thành phố Đà Lạt tiếp tục triển khai đầu tư, nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông với mục tiêu đồng bộ mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân, du khách trong việc lưu thông đi lại, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đồng thời tạo diện mạo cho địa phương. Nhất là thời điểm cuối năm, thành phố Đà Lạt sẽ tổ chức sự kiện Festival Hoa lần thứ 10. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Dự án nâng cấp mở rộng đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, một trong những công trình chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10. Ngay sau khi tiếp nhận dự án này, đơn vị thi công là công ty Mai Thanh Tân Đà Lạt đã tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc để triển khai dự án với mục tiêu hoàn thành đảm bảo tiến độ công trình. Vượt qua những khó khăn trở ngại về thời tiết, đến nay dự án này đã cơ bản triển khai các hạng mục nền đường, mương thoát nước và các hạng mục kỹ thuật, chuẩn bị các điều kiện để thảm nhựa. Ngoài việc tuân thủ quy chuẩn về an toàn chất lượng, dự án này cũng được đơn vị thi công nỗ lực cam kết vượt tiến độ, hoàn thành trước thời điểm Đà Lạt tổ chức sự kiện Festival Hoa lần thứ 10. Khi thi công công trình này á, thì là đơn vị thi công đã bố trí là toàn bộ những máy móc phù hợp với công việc của công trình. Hiện nay là khối lượng của công trình này đã đạt được 65% công trình trong công việc rồi. Mà bây giờ chỉ còn cơ bản là về hệ thống mương thoát nước đã xong, còn chỉ có bó vỉa và vỉa hè nữa thôi. Nói chung là bên đơn vị thi công đảm bảo là cam kết sẽ thực hiện là vượt hợp đồng. Như vượt hợp đồng là 18 tháng nhưng mà đơn vị thi công sẽ cam kết là chỉ làm 4 tháng là xong để chào mừng Festival Hoa Đà Lạt. Cùng với nhiều hạng mục khác, dự án nâng cấp mở rộng đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ nút giao đường Trần Phú 3 tháng 2 Trần Lê đến nút giao đường Hoàng Văn Thụ Nguyễn Định Quân và dự án nâng cấp vỉa hè đường Xuân Phước Nghệ Tĩnh cũng là một trong những hạng mục quan trọng với mục tiêu giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đảm bảo an toàn giao thông đi lại của người dân. Tranh thủ thời tiết, mật độ phương tiện lưu thông trong từng thời điểm, đơn vị thi công cũng dồn toàn lực tập trung máy móc để triển khai nhằm đảm bảo tiến độ công trình. Hiện tại khó khăn duy nhất chỉ có là thời tiết anh. Về phần vỉa hè thì không có vướng mắc gì, còn về phần hạ thay cấp phủ nền đường thì chỉ có vướng mắc là thời tiết đang mưa gió nên chưa thể làm được. Đơn vị thi công người cố gắng chạy tiến độ trước tiến nguyên đán để đưa vào sử dụng ạ. Về chất lượng thì bên đơn vị thi công cũng cam kết là làm đúng về chất lượng và đưa ra trong thiết kế. Nhằm tạo diện mạo cho đô thị, đáp ứng việc lưu thông đi lại trên địa bàn, năm 2024, thành phố Đà Lạt đã đồng loạt đầu tư, nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông từ trục đường chính đến từng ngõ hẻm. Hiện nay, ngoài việc thảm nhựa tạo diện mạo mới cho các tuyến đường như Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Đình Chiểu, Sư Nguyệt Ánh, Nguyễn Văn Trỗi, ngành chức năng địa phương tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư nhằm chuẩn bị khởi công một số tuyến đường trọng điểm như đường Bùi Thị Xuân, Lê Hồng Phong, Phù Đổng Thiên Vương. Để việc triển khai các hạng mục dự án thuận lợi, ngành chức năng cùng cấp ủy, chính quyền, các đơn vị liên quan đã chủ động công tác phối hợp, thống kê, tra soát diện tích, phạm vi giải phóng mặt bằng của từng dự án. Mặt khác, kịp thời tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tổ chức, tập thể, cá nhân một cách công khai, minh bạch với phương châm đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Về cơ bản, đến nay, các tuyến giao thông trên địa bàn đang được triển khai, đảm bảo tiến độ, kế hoạch vốn. Đường đẹp, tiến bộ nhanh, bắt dùm quá rộng rãi, thoải mái. Và phấn đấu là còn càng ngày càng tiến bộ là tốt rồi đó con. Trước khi khai sự công dựng, chúng tôi đã tổ chức họp tiến độ từng đơn vị, từng nhà thầu và yêu cầu từng nhà thầu phải có bản tiến độ thi công chi tiết. Qua đó thì chúng tôi sẽ đánh giá được cái tiến độ từng tuần, từng tháng để ra những biện pháp mà đôn đốc nhà thầu đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Mạng lưới về hạ tầng giao thông thành phố Đà Lạt thời gian qua đã có sự thay đổi rõ nét với diện mạo đồng bộ khang trang. Lộ trình phát triển, Đà Lạt cũng đang từng ngày xây dựng địa phương trở thành thành phố di sản, thành phố sáng tạo với nhiều giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, du lịch, môi trường, cảnh quan. Cùng với những cơ chế, chính sách, đặc biệt là sự nỗ lực của các đơn vị liên quan, sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm cao của các tổ chức, cá nhân, người dân trong việc chung tay góp sức trong mỗi công trình, dự án đầu tư, đây sẽ là bước đột phá giúp cho thành phố Đà Lạt từng bước hoàn thiện về hạ tầng mạng lưới giao thông, tạo động lực cho sự phát triển của địa phương.